Xin chào anh Ken, chào chị Chi, chào quý vị khán giả. Em là Phương Hằng, hiện em đang hỗ trợ mảng marketing cho thương hiệu Vạn Tích. Dạ, chào anh Ken, chào chị Chi và chào quý vị khán giả. Em là Hà, hiện đang là quản lý dự án của dự án đồ chơi Vạn Tích. Dạ, chào anh Ken, chào Hà và Hằng và chào tất cả quý vị khán giả. Mình là Chi, là quản lý chương trình truyền thông và gây quỹ của Blue Dragon. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn chị. Chị có thể giải thích cho Ken với lại bên Bạn Tích nghe là cái tiểu sử của Green Dragon và sự hợp tác của Blue Dragon như thế nào không? Dạ, Blue Dragon thì bắt đầu làm việc ở Việt Nam từ năm 2003. Thì thật ra là tổ chức được bắt đầu bởi vì có anh Michael. Anh ấy bắt đầu sang Việt Nam từ năm 2003 là làm giáo viên. Thật ra là anh bắt đầu ở trong thành phố Hồ Chí Minh sau một chuyến đi lên trên đi đến Hà Nội để có thể tìm hiểu hay là để du lịch á. Thì anh có gặp rất là nhiều những trẻ em đường phố và sau đó thì anh quyết định là ở lại đây và hỗ trợ các em. Bởi vì tại thời điểm đó thì ở Việt Nam thì chưa có nhiều những cái tổ chức có cung cấp các hỗ trợ trực tiếp cho các trẻ em đường phố. Nên là đấy là lý do mà Blue Dragon bắt đầu. Thì bắt đầu trong những ngày đầu tiên ấy, thì Blue Dragon chỉ support có 6-7 em trẻ em đường phố đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì mỗi năm Blue Dragon hỗ trợ hơn 10.000 người ở trên khắp Việt Nam, bao gồm trẻ em đường phố, nạn nhân của mua bán người, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và làm việc với rất là nhiều những gia đình hay cộng đồng cũng như là đối tác để có thể hỗ trợ cũng như là xây dựng một cái thế giới tốt đẹp hơn. Đấy là mục tiêu của tổ chức. Rồi, chị tham gia với lại Blue Dragon được bao nhiêu năm? Đã, em bắt đầu làm việc ở Blue từ năm 2012 khi mà em mới đi học về. Và sau đó thì có được một bạn giới thiệu là bạn ấy cũng rất là tin tưởng tổ chức. Bạn ấy, khi mà em bày tỏ cái ý nguyện là muốn có thể làm việc cho tổ chức phi chính phủ thì bạn có giới thiệu vào đây và làm việc. Thì từ khi mà làm việc từ năm 2012 đến bây giờ, cái lý do mà có thể gắn bó với tổ chức lâu như vậy và đam mê với tổ chức như vậy thì thật sự đấy là của vì các em ở tổ chức. Một phần là được nhìn thấy các em đến trung tâm hàng ngày học tập và thay đổi thì đấy là những cái động lực rất là lớn lao để cho nhân viên của tổ chức tiếp tục gắn bó cũng như là đóng góp để hỗ trợ các em cũng như là nhiều gia đình cộng đồng ở Việt Nam hơn ạ. Cảm ơn chị Hằng. Tiểu sử của Vạn Tích, Hằng có thể giải thích một tí cho nghe được không? Dạ, Vạn Tích là thật sự là một cái dự án rất là đặc biệt của công ty của em. Thì ở trong mảng Vạn Tích thì mọi người sẽ lấy cảm hứng từ những nhân vật cổ tích Việt Nam, những nhân vật huyền sử Việt Nam để từ đó chia ra những cái mảng như là đồ chơi, truyện tranh, những cái mảng comic ở trên social media. Thì từ những cái ý tưởng đó thì mình sẽ tiếp cận đến cái đối tượng audience, đối tượng khách hàng của mình một cách gần gũi hơn, làm sao để tạo ra một cái thế giới gọi là cổ tích mà không cũ rích. Very good. Chị, thì giữa cái liên hệ của chị với Canada là đang làm một cái dự án phải không? Cái project chung với nhau là vì những người bị COVID bên Việt Nam thì cái team của bên Canada với lại cái team của bên G Blue Dragon phối hợp để quyên tiền để vận động cho những người đang gặp khó khăn ở Việt Nam. Thì trong cái hành trình mà mình làm việc chung với nhau đó thì tự nhiên chị có email Kenneth về vấn đề mà cần đồ chơi, thì chị có giải thích cho bên mọi người nghe là cái đó từ đâu phát xuất ra được không? Thì thường với công việc của Blue hàng ngày ạ, thì bởi vì Blue hỗ trợ khá là rất là nhiều những cái đối tượng khác nhau và đặc biệt là trẻ em ở các vùng miền khác nhau nên là có rất là nhiều những cái nhu cầu. Thì thật ra là nó cũng rất là tình cờ. Khi mà nhận được email trả lời của anh Kenneth vào hôm đó thì ngay buổi chiều thì khi mà nói chuyện với nhân viên chương trình ở Điện Biên thì các bạn có
ngỏ lời là thật ra là cũng đang chuẩn bị cho cái toy library, thư viện đồ chơi ở trên Điện Biên. Thì rất là hy vọng là phòng truyền thông và gây quỹ có thể tìm được cái nhà tài trợ để có thể hỗ trợ được cái mảng này, bởi vì các em ở trên Điện Biên thì rất là cần những cái đồ chơi, mặc dù chỉ là những cái đồ chơi rất là đơn giản thôi, kể cả đồ second hand hoặc đồ đã dùng rồi thì cũng sẽ rất là tuyệt vời để cho các em. Thì thường thì với những cái nhu cầu như thế thì bọn em với phòng truyền thông và gây quỹ thì sẽ tìm kiếm hoặc là đi hỏi những cái đối tượng mà họ có thể cho được để xin. Thế nên là bọn em rất là tình cờ là hôm đó khi mà nhận được email của anh Kenneth thì em rất là hy vọng là có thể nhờ anh Kenneth sử dụng cái network của mình để có thể chia sẻ được cái lời kêu gọi đấy đến những cái người mà có thể chung tay hỗ trợ các em được. Lý do tại sao lại gọi email cho anh Kenneth như vậy là bởi vì thật ra là bản thân khi mà được tham gia cùng với anh Kenneth và cộng đồng mọi người thì bản Blue cũng như bản thân em thì cảm thấy rất là muốn có thể hỗ trợ được nhiều hơn và rất là ấn tượng cũng như là được truyền cảm hứng bởi vì cái chiến dịch của mọi người, nên là em rất là muốn có thể hy vọng là mình lan tỏa được cái chiến dịch và lan tỏa được với cái ảnh hưởng đấy nhiều hơn, nên đấy là lý do mà em liên lạc với anh Kenneth ạ. Yeah. Mà lúc mà anh nhận được cái email thì anh tại vì có đã từng có anh Hà trên podcast lúc mà ban đầu mấy tháng đầu đó thì Hà có với Luân đã nói chuyện nhiều về vận tích thì bên Canada suy nghĩ là có công ty đồ chơi bên Việt Nam, có công ty sản xuất bên Việt Nam thì tư tưởng của Ken là reach out trong cái network rồi liên lạc với Hà thì Hà có nói là ok thì bây giờ mình ngồi mình nói chuyện với nhau là mình cần hỗ trợ bằng cách nào thì bây giờ đó thì Hà có cái chương trình gì, có cái tư tưởng gì để mà hỗ trợ cho cái chương trình mà bên Chi cần? Hiện tại thì đối với bạn Tích thì tại vì là những cái bộ đồ chơi của bạn Tích lúc ban đầu được sản xuất thì mình cũng bên bạn Tích cũng nhắm tới là đưa cái thần thoại đến gần hơn cho với các em á, cho nên là bạn Tích những cái bộ đồ chơi bạn Tích thì đã có sẵn cả chuyện, cả nhân vật và cả các cái bộ board game để các em có thể gọi là đắm chìm một cách rất là sâu sát vào trong những cái câu chuyện đó. Cho nên là bên bạn Tích thì nghĩ là những cái bộ trò chơi này sẽ rất là phù hợp với các em, là các em vừa có thể có các nhân vật để chơi mà lại vừa có cả những cái câu chuyện để đọc thì các em sẽ hiểu được nhiều hơn. Thì đối với bạn Tích thì như vậy thì bạn Tích sẽ hiện tại có các bộ là Con Rồng Châu Tiên, Hai Bà Trân, Thánh Gióng và Sơn Tinh Thủy Tinh. Thì có nghe sơ sơ qua là Chi có báo là mình sẽ vừa có cái thư viện đồ chơi lưu động và vừa có cái mình sẽ để lại ở trong thư viện mầm non. Thì như vậy thì đối với bạn Tích thì bạn Tích nghĩ là sẽ ít nhất là cũng phải 8 bộ mỗi loại. Tại vì là đối với những cái bộ để lại trường mầm non thì không sao, thì tại vì vẫn còn được che bởi nắng mưa rồi đồ này nọ, nhưng mà còn những bộ mà mang đi rồi vận chuyển qua lại cho các em á, thì nó sẽ chịu rất là nhiều tác động, cho nên là có lẽ là nó sẽ bị dễ hư hao nhiều hơn, cho nên là phải nghĩ là sẽ phải có ít nhất nhiều đó để có thể đảm bảo cái sản phẩm này có thể tiếp cận với các em trong lâu dài. Chị chị có từng giải thích cho Ken nghe là lúc mà chị lên những cái vùng núi đó thì mấy đứa nó chơi đồ chơi gì? Thì các em ở trên vùng núi và đặc biệt là ở khu khu vực Con Ngựu hay là ở Điện Biên ấy ạ, thì các em ở vùng rất là xa xôi, tức là từ tỉnh đến Con Ngựu thì mất khoảng tầm 50 cây nữa và đường đi thì cũng rất là khó khăn. Thế nên là thường thì các em khi mà lên nhìn các em chơi ở trên trên bản ấy ạ, thì các em chỉ có mấy viên đá, viên sỏi hoặc là chơi với những cái bánh xe cao su mà đã bị hỏng rồi ạ.
thì các em chỉ chơi với những cái đồ chơi như vậy thôi. Thì tất cả những thứ như là mình thấy ở ở ở ở miền xuôi với các em trẻ em ở ở Việt Nam các em có thể chơi được ạ, thì các em ở trên miền núi đều không có cơ hội để được tiếp cận. Thì rất là đấy lý do mà tại sao cái dự án thư viện đồ chơi được xây dựng nên để có thể cung cấp được cho các em những cái niềm vui rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó lại có ý nghĩa rất là lớn trong việc xây dựng hay là xây dựng tới tuổi thơ, có giúp em có một cái tuổi thơ đồng thời cũng hỗ trợ cái quá trình phát triển của các em nữa. Hằng Vi Hà, Kenneth muốn hỏi là sau khi chị Chi đã nói chuyện như vậy rồi về vấn đề mà những cái nhu cầu của mấy đứa nhỏ đó, thì trong đầu của Kenneth thì nghĩ là mấy đứa nhỏ mà nó chưa bao giờ nó chơi với những cái đồ chơi của như bên Vận Tích á, thì cái cỡ đó đó, tuổi đó nó có hiểu được những cái đồ chơi và cách chơi của bên đồ chơi của Vận Tích không? Đối với Vận Tích thì những cái bộ đó thì từ 3 tuổi trở lên là các bạn đã có thể chơi rồi. Nhưng mà nó cũng tùy vào cái cách để cho mình để cho các bạn chơi đó. Thứ nhất là đọc truyện thì tùy vào cái khả năng đọc của các bạn, hoặc là mình có thể đọc cho các bạn nghe, mình kể những câu chuyện, tại vì cái chính là các bạn thấy được cái nội dung và các bạn thấy được cái nhiệm màu trong cổ tích Việt Nam. Còn những cái còn lại ở bên ngoài như là mô hình nhân vật hay là những cái bộ board game là để cho các bạn chơi và các bạn có thể tự mình kể lại những cái câu chuyện đó. Thật ra thì những cái bộ board game của bạn Tích nó cũng rất là đơn giản, đa phần là sẽ lấy ý tưởng từ những cái trò chơi dân gian Việt Nam, ví dụ như là chơi ô ăn quan chẳng hạn. Nhưng mà ô ăn quan bình thường hồi nhỏ mình chơi, ví dụ như mình sẽ chơi bằng hạt dưa, bằng sỏi đá đúng không? Thì ở đây là mình có những cái gọi là có những cái bộ phận để mình có thể chơi được cái bộ đó và có cái câu chuyện ở phía sau. Tức là trong khi mình chơi mình có thể học, mình có thể tương tác. Dạ, thì cái đó là cái mà em nghĩ là nó sẽ phù hợp cho các bé. Ok. Trong cái mùa COVID này đó, thì những cái bộ đồ chơi như vậy từ bên Vận Tích thì mình giao qua bên Blue Dragon như thế nào? Tại vì Chi thì ở trên Hà Nội phải không? Thì từ Sài Gòn lên Hà Nội mình có chương trình gì và cái thời gian nó như thế nào, và mình có kêu những người khác đóng góp hay là khuyên đồ chơi cho cái project này không? Dạ, tại vì thật ra thì mới đầu là nghe ý tưởng từ chị Chi là chị Chi sẽ hợp tác với lại Vạn Tích để Vạn Tích tài trợ một số bộ đồ chơi cho dự án này. Nhưng mà khi mà em nghe cái ý tưởng đó thì em cảm nhận là ý tưởng này nó rất là hay. Thứ nhất là nó hay và nó có ý nghĩa, đặc biệt là trong cái giai đoạn này. Và cái thứ hai là em nghĩ là tại sao mình có sẵn một cái cộng đồng fan, tạm gọi là fan của Vạn Tích đi, mình đã build, mình đã xây dựng được cái cộng đồng như vậy, thì tại sao mình không để cộng đồng chung tay với mình trong cái dự án này? Thì cái đó là riêng về cảm nhận của em và team của em. Thì cái đó là về mặt cảm nhận thôi nha. Nhưng mà về mặt dữ liệu, về mặt số liệu để đưa ra quyết định, thì cách đây khoảng tháng 6 thì team em có làm một cái khảo sát đối với các bạn fan, thì em thấy kết quả trả lại là khoảng 1/3 những người được khảo sát họ rất thích các hoạt động xã hội, đặc biệt là những cái hoạt động mà hướng tới cộng đồng và hướng tới những cái mảnh đời khó khăn bất hạnh đó. Thì vậy là mình có được thêm một cái phần về dữ kiện và dữ liệu nữa rồi. Thì kết hợp từ cảm nhận và dữ liệu thì bọn em mới có một cái đề xuất với chị Chi là tại sao hai chị em mình không có thể hợp tác với nhau để làm ra một cái, tạm gọi là một cái hoạt động kêu gọi quyên góp chạy ở trên fanpage của Vạn Tích. Dạ, thì các bạn sẽ, nếu nhà bạn nào có đồ chơi đã qua sử dụng hoặc là đồ chơi mà vẫn còn mới thì có thể đóng góp gửi sang cho Bạn Tích, thì Bạn Tích sẽ làm sạch và package lại để gửi ra Hà Nội cho chị Chi. Thì đó, thì bọn em là thay vì từ ban đầu là chỉ xuất phát điểm là từ một cái idea là Bạn Tích tặng đồ chơi cho Blue Garden, thì bây giờ cộng đồng của Vạn Tích và có thể mở rộng hơn nữa, tất cả mọi người đều có thể chung tay để xây dựng cái thư viện đồ chơi này cho các em. Dạ. Kenneth hỏi này nè, nếu mà mình kêu gọi như vậy trên mạng á, thì ngày nay đó
thì những người mà tại vì bị COVID lockdown thì họ đâu có trở qua bên, thí dụ trở qua Vận Tích hoặc là người ta để vô thư để gửi đi trên Hà Nội, thì nó cái đó có dễ hơn không, hay là bằng cách nào mà mình kêu fan fan của mình trên trên mạng, trên cái Facebook page, rồi từ đó đó họ thí dụ họ ở vùng xa, họ đâu có chạy vô Sài Gòn, hay là thí dụ họ trên miền Trung, miền Huế gì đó, là họ muốn đóng góp nhưng mà có xuống dưới Sài Gòn đưa cho tận tay những người ở Vận Tích đâu phải không? Thì cái logistics thì nó như thế nào? Dạ, thật ra thì cái này thì cả team Vạn Tích và team của Blue Dragon thì cũng đang trao đổi. Nhưng mà cái ý tưởng ban đầu của em á, là để thứ nhất là làm sao để mình có thể kiểm soát được cái phần cái đầu vào của mình. Thì thay vì mình để một cái địa chỉ ở miền Nam và ở miền Bắc là hai cái điểm tập kết cho người ta gửi cái đồ chơi tới, thì mình sẽ cho người ta tạm gọi là người ta đăng ký để mình kiểm soát được là à những người này là những người thật sự muốn quyên góp đồ chơi cho cái dự án Good này. idea. Sau đó thì mình sẽ cần có một cái bạn nhân lực để liên hệ và xác nhận với cái người đó, và mình sẽ cùng với cái người mà muốn đóng góp đó đó sẽ tìm cách để vận chuyển cái đồ chơi tới cái điểm tập kết. Ví dụ như họ ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì à bạn Tích có một cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể hỗ trợ cái người đó để họ vận chuyển đồ chơi từ cái nhà của họ trong trung tâm thành phố, ở trong thành phố, đi tới cái chỗ của bạn Tích. Bây giờ thì thật ra thì hôm nay thì là thành phố Hồ Chí Minh cũng nới lỏng giãn cách, thì cái việc mà ship đồ thì nó cũng không phải là quá khó khăn như hồi xưa. Nhưng mà nếu mà những người đó ở những cái tỉnh khác, ví dụ ở miền Tây chẳng hạn, thì mình cũng phải trao đổi thêm với họ là bây giờ tìm nhà xe nào còn chạy, hoặc là những cái đơn vị vận chuyển nào có thể ship liên tỉnh trong cái thời gian ngắn đó, thì hai bên có thể hỗ trợ với nhau. Tại vì thật ra ban đầu mình xác định là cái này là một cái hoạt động xã hội, cho nên là mình không có tính toán chi ly. Nếu mà những cái gì mà mình có thể hỗ trợ được cho cái người mà muốn quyên góp và hỗ trợ được cho Blue Dragon thì bạn Tích sẵn sàng hỗ trợ. Còn nếu mà bạn Tích không thể hỗ trợ được thì lúc đó thì bạn Tích sẽ cần một cái sự giúp đỡ khác, hoặc là bọn mình sẽ gọi là suy nghĩ trao đổi cùng Brainstorm. với nhau, sẽ brainstorm và xem là có cái phương án nào khác hay không. Thì cái điểm này cũng tương tự với ở Hà Nội, điểm tập kết ở Hà Nội là chỗ mà Blue Dragon đang có văn phòng chính thức ở đó. Tại anh nghĩ nói cái vấn đề mà người ta gửi đồ chơi vô, thí dụ mà mấy trăm miếng đồ chơi đó, mà cái người mà những cái người mà điều động bên Vận Tích á phải mướn người để mà repackage hay là làm cho nó gọn, cho nó sạch sẽ lại để gửi đi đó, thì là cũng nguyên là một cái đại đội để phải phải phân phối công việc chứ. Nhưng mà cái tiền nhân công đó thì mình vẽ ra nhiều khi mình có cái tư tưởng mình muốn làm giúp đỡ nhưng mà mình không có cái tiền để mà lo cho nhân công pack cái đó đó, thì lúc đó đó là một đống đồ chơi về Vận Tích, nó nguyên một cái đống, nó trở thành rác nếu mà mình không có tiền để mà mình đóng gói lại để mình gửi đi, hoặc là mình có tiền vận chuyển thì nó sẽ thành một đống rác, đúng không? Thì hy vọng là mình có tìm cách nào mà kêu gọi sponsor hoặc là cái gì đó để mình có cái logistics nó đầu vào đó. Dạ, em nghĩ thì cái đó cũng là một cái ý khá là hay. Nhưng mà như em chia sẻ hồi nãy á, thì cái ý tưởng ban đầu là thay vì để người ta gọi là chủ động, người ta cứ gửi tới cho mình không có kiểm soát được họ gửi cái Cái gì, mình chơi list. được hay không. Dạ, cho nên là mình sẽ phải kiểm soát đầu vào một chút xíu. Còn cái phần nhân công mà gọi là sửa soạn đồ chơi, đóng gói package, mình có anh em trong nhà của mình. Thật ra bạn Tích cũng có một cái xưởng đồ chơi mà. Tại sao mình không gọi là mình khuyến khích anh em để làm cái chuyện đó, tại somehow thì đây cũng là một cái hoạt động ý nghĩa và cũng là một cái hoạt động tạm gọi là CSA đầu tiên của Vạn Tích. Dạ. Đầu tư bằng cơm. Đầu tư bằng cơ. Dạ. Hay quá. Kenneth rất là cảm động và cảm ơn Chi với lại Hằng với Hà đã tích cực trong cái vấn đề suy nghĩ về cái vấn đề này. Cái thời gian mà mình nghĩ là cái planning á thì là bao lâu? Dạ, theo kế hoạch mà em có trao đổi với chị Chi thì là mình sẽ cần khoảng 1 tháng. Tại vì như mình nói thì bây giờ cái vấn đề lớn nhất của mình là việc vận chuyển. Thì làm sao để tìm được đúng cái đơn vị vận chuyển và làm sao để mình tối ưu được cái giải pháp đó thì nó sẽ khách hàng nó sẽ cần thời gian một chút xíu. Dạ, thì em hy vọng là khoảng đầu tháng 11 là đồ chơi của Vạn Tích và của các mạnh thường quân có thể đến tay các bé. Nếu mà nó tới đúng Noel á,
hay là nó tới trước Noel một tí mới là cái ý nghĩa đúng không? À, cái Christmas, này thì ra... Christmas toy drive. Thật ra là nếu như mà đến được càng sớm với các em thì sẽ là càng tốt. Đúng rồi. Thật ra đã các em ở trên dân tộc miền núi thì chưa biết đến Giáng sinh, thế nhưng mà các em mình sẽ rất là vui. Thật ra là nếu như mà có đồ chơi đến thì nó như một cái, như kiểu ở Việt Nam thì như một cái Tết rồi. Các em sẽ rất là vui và sẽ và không chỉ các em mà kể cả các gia đình nữa, các em sẽ được đến chơi hàng tuần, các em sẽ được học, sẽ được và các kể bản thân các phụ huynh cũng sẽ được học hỏi từ cái cách chơi với con như vậy như thế nào nữa, thì đấy sẽ là một cái nói là, vui rất nhiều cho cộng đồng. Chị nói là trên vùng núi là họ không có cái vấn đề mà mùa Noel, phải không? Dạ vâng ạ. Các em là không biết đâu ạ. Tức là đợt vừa rồi, ví dụ như là bọn em cũng có tặng cho các em bánh trung thu ấy ạ. Thì đấy là lần đầu tiên các em được bánh trung thu. Hỏi bánh trung thu là bánh gì hả cô? Nên là các em thật ra là nó, các em rất là thiếu. Và các em không có nhiều những cái ngày lễ hoặc là những cái dịp như là ở thành phố. Chị Chi, ví dụ như nếu mà từ giờ cho tới Noel mà tình hình dịch được kiểm soát ổn định, nó không ai bạn Tích sẽ làm một chuyến đi lên trên Điện Biên xong rồi sẽ hóa thân thành ông già Noel và tặng quà cho các em. Chị thấy có ok không? Thế là chắn rồi. Đây là lần đầu tiên thấy các mọi người cũng sẽ, mọi người sẽ lần được, kem sẽ lần đầu tiên được nhìn thấy ông già Noel của bạn Tích. Dạ. Ủa, nhưng mà cho em hỏi một cái là, ý là tại vì bình thường á thì mình khi mà mình coi về cái miền núi á thì người ta sẽ depict những cái miền núi như là ruộng bậc thang rồi rồi khắc người ta sẽ có những cái tượng khắc gỗ rồi đồ này nọ thì ý là tại sao vậy, giống như là các em không có những cái thí dụ như là búp bê thủ công, thí dụ như là khắc hay các kiểu thì do ý là giống như là kiểu những cái hình ảnh mà mình thấy ở trên TV nó là hoạt động văn hóa ở những cái tụ điểm hay là như thế nào mà tại sao thì trên TV thì khác còn thực tế nó là khác? Thật ra thì ở trên TV thì mọi người sẽ tập trung nhiều vào những cái tụ điểm du lịch hơn, thế nên là các em sẽ có nhiều những cái cơ hội để nhìn thấy hay là có đồ chơi kiểu là như giống búp bê hay là đồ mà mình vẫn hay thấy ở miền xuôi. Thế nhưng mà ở trên Điện Biên và những cái khu vực mà Blue Dragon muốn thực hiện cái thư viện đồ chơi này là những vùng vô cùng là khó khăn. Một trong những địa điểm mà Blue Dragon muốn chuyển đồ chơi đến thì đấy là bản Thẩm Phả. Thì chỉ cần một cơn mưa thôi là sẽ không ai có thể vào được cái bản đấy cả. Bản thân là cái đường đi nó rất là xa và rất là cách trở. Bản Thẩm Phạng thì mọi người cũng sẽ phải đi xe máy thì mới vào được, không đi được ô tô. Thế nên cái việc đi lại giữa các tỉnh và đi đến huyện thì nó rất là khó. Thế nên là các cái đồ chơi cho các em thì rất là ít. Bản thân những cái người dân ở các cái khu vực này thì rất là nghèo, và đây là một trong những cái khu vực nó mang tính nguy cơ cao mà Blue Dragon làm việc. Tại sao Blue Dragon làm việc ở đây? Bởi vì là có rất nhiều trẻ em và rất nhiều phụ nữ đang gặp rất là nhiều những nguy cơ bị mua bán. Tức là họ, kẻ mua bán người thì sẽ chọn những cái khu vực mà họ dân trí thấp này, rất là nghèo, đến những cái vùng như vậy để mời gọi là có công việc rất là tốt, bây giờ muốn có cơm ăn, muốn có áo mặc thì đi theo cô, đi theo chú, đi theo anh để kiếm việc ở thành phố, ở Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì họ lại bị chuyển sang, họ bị bán sang bên Trung Quốc chẳng hạn, để trong kiểu cho các hôn nhân cưỡng ép hay là ở trong những cái nhà thổ chẳng hạn. Thì đấy là một trong những cái khu vực mà Blue đã làm việc và đã hỗ trợ những nạn nhân bị mua bán người từ khu vực này đi, bằng việc là làm việc xây dựng một cái thư viện đồ chơi cho các em. Thông qua hoạt động này thôi thì đấy cũng là một cái cơ hội để Blue Dragon có thể giáo dục hay là vận động những người dân để họ hiểu hơn về mua bán người, để họ không cho con cái của họ nghỉ học để đi làm việc làm ăn xa, bởi vì nó có quá nhiều những cái nguy cơ là các em sẽ bị mua bán.
Thì đấy là lý do mà cái nghèo thì là một cái lý do rất là chính tại sao các em không có đồ chơi, các em không có cơ hội đi học, thậm chí đi học nó cũng rất là khó khăn, đi rất là xa. Có những em đi bộ từ sáng kiểu như là 1-2 tiếng đến trường học là chuyện rất là bình thường. Thế là việc học, nhất là khi mà con đường đến trường lại càng khó khăn, các em đi bộ, đi leo đồi, leo núi đi học, xong ở nhà lại còn không có đồ ăn nữa, thì đấy sẽ là một trong những cái lý do mà các em sẽ phải nghỉ học. Các em nghỉ học là các em sẽ bị dễ là bị lừa đi để đi mua bán. Em có một câu hỏi tò mò một chút xíu. Tại vì như nghe chị Chi kể đó, thì em hiểu là bây giờ cái câu chuyện của mình là bên cạnh là phải đảm bảo cái việc là cơm ăn áo mặc cho các em, rồi mình phải đảm bảo được cái việc giáo dục, như là giáo dục cho cả phụ huynh và cho cả các em luôn, để hiểu về những cái vấn nạn đó. Vậy thì em chưa hiểu được là cái vai trò của đồ chơi trong cái việc mà giúp các em, trong cái sự phát triển của các em và giáo dục của các em như vậy, thì nó sẽ như thế nào chị? Thì cái thư viện đồ chơi này thì nó là một trong những cái cầu nối rất là quan trọng của Blue Dragon đối với cộng đồng. Các em để Blue Dragon nhân viên xã hội cũng như nhân viên dự án có cơ hội để tìm hiểu về cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của các gia đình, thì luôn luôn có tình nguyện viên làm việc và thực hiện những cái buổi chơi với các em. Trong đó thì các em đặc biệt là nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong sự phát triển và động viên các em có thể đi học. Vì thật ra là các em đến đây là từ khoảng tầm từ 5 đến 11 tuổi, có những em sẽ không đi học, thì đây là một trong những cơ hội để vận động và giúp vận động gia đình, vận động các em, để các em thấy là việc học rất là hay, học qua chơi, học qua nói chuyện với các anh chị, được tìm hiểu tất cả thứ, thì đấy là những cái bước đầu tiên để không chỉ vận động các em, vận động gia đình để có một cái nhìn rộng hơn là ở trong lũy tre làng, ở trong bản làng của mình thôi, thì có cả một thế giới đằng sau, nhất là qua những câu chuyện. Thì đấy là những cái mà sẽ tức là truyền rất nhiều cái cảm hứng, cũng như là truyền rất nhiều cái động lực để các em muốn trở thành như kiểu thánh gióng, hay là những người ở trong câu chuyện. Thì đó sẽ là hình ảnh mà các em muốn hướng tới, thì đấy là cái mà Blue Dragon muốn các em có tìm hiểu, có nhiều cái động lực, có những cái ước mơ, và có những cái công cụ để có thể phát triển được. Thì đấy là những cái bước đầu tiên, và sau đó là xây dựng cái hiểu biết của gia đình về cách hỗ trợ các con như thế nào, tầm quan trọng của giáo dục, hay là cái vấn nạn mua bán người thì nó ra sao ở chính địa phương của mình. Câu hỏi rất là hay, Hằng. Thì bây giờ nếu mà cái lịch của mình là 4 tuần thì 5 tuần nữa thì mình check in với nhau, mình liên lạc lại với nhau qua Zoom, rồi mình bàn về cái vấn đề, cái thực tế mình nghĩ trong đầu mình là mình planning, mình tạo ra một cái kế hoạch. Nhưng mà bao nhiêu phần trăm là cái kế hoạch nó thành công, bao nhiêu phần trăm nó thất bại, là Ken muốn biết, là tại vì Ken có rất là nhiều câu hỏi từ hồi nào tới bây giờ, là một bên kêu gọi, một bên sản xuất đồ chơi, một bên coordinate là phân phối, điều động, thì những cái cơ quan và những cái người mà tham gia vô những cái project là làm sao? Dự án này đó, thì nó thành công được bao nhiêu và nó thành công như bằng cách nào, thì Ken muốn nghe, là tại vì Ken hy vọng là Vân Tích còn làm rất là nhiều cái dự án như thế này, và hy vọng chi có những cái industry khác, là thí dụ cần quần áo hay là cần cái gì đó đó, thì bên Kenneth cũng có những người sản xuất những cái này những cái kia, thì hy vọng là vận động được. Mà nếu mà mình làm cái này trên một cái giai đoạn mà ngắn và nhỏ đó, thì mình có thể mình scale up, mình có thể mình tìm những cái cách khác để làm những cái vai trò khác để hoạt động với xã hội Việt Nam. Dạ vâng, thế thì tuyệt vời quá. Và thật sự là khi mà nhận được cái team là bên Vạn Tích cũng như là Hằng và Hà có
mong muốn tham gia và hỗ trợ các em thì thật sự là Chi và mình và cả team đều rất là vui, bởi vì là các em sẽ có rất là nhiều những đồ chơi rất là đẹp, và để mà không chỉ là đồ chơi còn là game, còn là câu chuyện nữa, mà đặc biệt là với trẻ em thì cái việc kể chuyện cho các em thì là một trong những cái bước rất là quan trọng trong việc hình thành phát triển của các em. Thì thế là thật sự là team Blue Dragon thì rất là trân trọng và rất là cảm ơn về sự sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người, không chỉ cho đồ chơi mà còn đi kêu gọi tất cả cộng đồng để cùng nhau kết nối để có thể hỗ trợ được nhiều trẻ em nữa. Thì thay mặt Blue thì và các em rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều, và thật sự đây là một món quà vô cùng quan trọng và rất là quý giá đối với tổ chức. Mà anh cũng không ngờ là có một nguyên một cái nhóm mà fan trên Facebook và mạng xã hội mà bàn về đồ chơi và cũng có thể giúp về những cái góp lại để gửi đồ chơi. Không ngờ đó. Anh tưởng là ok, vẫn tích là có bao nhiêu bộ thì dư thì gửi cho bên Blue Dragon, nhưng mà không ngờ là mình tạo ra bên Hằng có cái tư tưởng là tạo ra một cái cách kêu gọi những người fan, cái đó rất là hay. Dạ, tại vì thật ra em nghĩ là người ta thích mình có thể là vì cái nhân vật, vì cái câu chuyện của mình, nhưng mà mình có thể tận dụng cái sức mạnh đó, sức mạnh của cộng đồng để mình gắn kết người ta với mình hơn. Thì cái đó là một cách hay. Thì em nghĩ là mình có thể không thể bỏ lỡ cái chuyện đó. Đúng. Yeah. Vậy ok, là đầu tháng 11 là hy vọng là mình... Yeah. Nếu mà mình chưa có đạt được 100% á, thì đầu tháng 11, thí dụ đúng 4 tuần nữa, mình cũng ngồi đây mình bàn và phân tích tại sao những cái gì nó trở thành những cái mình tưởng, hoặc là những cái mình tưởng sẽ thành nó không thành công, thì mình đem ra mình chia sẻ cho những người nghe họ biết là nó không có đơn giản như là mình tưởng, vì vấn đề này vấn đề nọ nó đâm ra rất là nhiều, hay là mình không thành công được trong cái vấn đề này, hoặc là mình thành công được thì mình thành công, thì mình có thể giải thích cho những người mà có cái tư tưởng phối hợp với lại Blue Dragon hoặc là những cái cơ quan khác á, họ bắt chước, hoặc là họ học những cái mà mình không nên làm, qua cái mà mình bị thất bại, thí dụ vậy. Thì bốn tuần nữa mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau trên trên podcast này, rồi mình anh rất là mong đợi cái những cái results, những cái results tiếng Việt làm sao, kết quả. Anh muốn rất là thèm nghe những cái kết quả của bên Chi với lại bên Hằng với Hà. Dạ vâng, chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Yeah. Ok, còn Bia Team có câu hỏi với nhau nào nữa không? Hay là Hằng có soạn rất là nhiều câu hỏi hay. Thì nếu mà qua được cái logistic câu hỏi, những cái vấn đề logistic này xong rồi đó, thì mình bước qua những cái mà nhẹ nhàng, cũng như là Hằng có những cái câu hỏi 6-7 câu hỏi rất là hay. Rồi anh cũng nghĩ là bên bên Vẫn Tích cũng nên trả lời những cái câu, có những cái câu hỏi rất là hay. Rồi anh cũng muốn biết những cái câu hỏi của Hằng có cho bên Chi. Thì nếu mà mình dành 10-15 phút nữa để bàn nói chuyện tán dóc về những cái việc nhẹ nhàng hơn, thì mình dùng cái thời gian này để nói về cái đó, và đầu tháng 11 mình trở lại mình bàn trong vấn đề chi tiết hơn về logistics của cái toy drive. Yeah. Hằng hỏi vài câu đi. Để đưa cái mic ra Hằng làm host nha. No, dạ. Dạ, tại vì không phải, tại vì thật ra là xuất phát là từ cái sự tò mò của em á. Dạ, thì chị Chi, bữa giờ chắc chị Chi cũng có theo dõi ở trên mạng, thì cũng có mấy cái vụ lùm xùm về vấn đề từ thiện này nọ các kiểu đúng không? Thì em thắc mắc á, là tại vì em thấy ở trên website của mình có một cái phần là donate, tức là người ta sẽ donate hàng tháng. Và làm sao để mình có thể, thứ nhất là mình có thể xây dựng được lòng tin của người ta về mặt vận hành cái quỹ của mình. Và cái thứ hai á, là em thấy đa phần là ví dụ như, cái này là cảm nhận của em thôi nha, chứ em không có quy chụp ai hết. Cảm nhận của em là ví dụ như em thì em rất là dễ gọi là cảm động trước một cái trường hợp nào đó ngay trước mắt mình. Ví dụ như ra đường gặp một cái chú bán vé số thương quá, mình mua giúp vài tờ vé số. Hoặc là lên trên mạng đọc một cái trường hợp nào đó thấy là tội nghiệp quá, mình chuyển khoản thẳng giúp cho họ luôn.
đó. Thì cái đó là mình dễ rộng lòng, nên là có một cái trường hợp thực tế. Còn đối với những cái hoạt động mà của quỹ mình đang làm đó chị, thì somehow em nghĩ là nó sẽ hơi nó chưa có gần gũi với mình lắm, cho nên làm sao để mình có thể để mình có thể gọi là thu hút được những cái cá nhân bên cạnh những cái mà công ty, những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức đang cộng tác với mình. Dạ. Chị Chi có hiểu câu hỏi của em không? Dạ. Chị hiểu, chị cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Thời gian vừa rồi thì bọn chị cũng có theo dõi những cái thông tin ở trên mạng về việc là các cái quỹ từ thiện thì nó như thế nào. Thật ra thì Blue Dragon đã làm việc ở Việt Nam từ năm 2003 rồi, thì bởi vì là cái thời gian làm việc khá là lâu, cũng như là bọn chị đã phát triển được một cái hệ thống network rất là lớn để có thể hỗ trợ được công việc của tổ chức. Thường những người mà donate hàng tháng cho Blue thì là những người đã biết về tổ chức khá là lâu rồi. Làm thế nào để xây dựng cái mối quan hệ với nhà tài trợ, hay là để xây dựng cái lòng tin của nhà tài trợ đối với tổ chức, thì là một cái mà câu hỏi mà thường xuyên Blue Dragon tự đặt cho mình, để làm thế nào để đảm bảo cái tính minh bạch cũng như là cái tính hiệu quả của tổ chức. Bọn chị có rất là nhiều những cái hoạt động truyền thông cũng như là cái cách chia sẻ nội dung về hoạt động của tổ chức qua nhiều kênh truyền thông khác nhau, tùy thuộc vào đối tượng cũng như là tùy thuộc vào cái kênh truyền thông mà phù hợp với họ nhất. Ví dụ như là bọn chị luôn luôn có cái báo cáo năm của tổ chức chia sẻ cụ thể về hoạt động của từng chương trình, đối tượng nhận được cũng như hoạt động theo từng năm. Trong những cái báo cáo đấy thì bọn chị sẽ luôn luôn có kèm cái báo cáo về tài chính. Và bọn chị cũng có, bởi vì là tổ chức phi chính phủ quốc tế nên bọn chị cũng sẽ có những cái yêu cầu về cái hoạt động audit, kiểm toán ở bên ngoài vào, thì luôn luôn tháng năm nào bọn chị cũng có thực hiện những cái báo cáo kiểm toán đó, với không chỉ với ở Việt Nam đâu mà bọn chị sẽ phải làm cả về ở bên Mỹ, bên Úc nữa, đấy là một trong những và bên Anh nữa, thì đấy là những cái yêu cầu của các tổ chức phi chính phủ làm việc. Thì đấy là một trong những cái hoạt động mà để đảm bảo cái tính minh bạch và cái số tiền của nhà tài trợ được gửi đến được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Cái thứ hai là thông qua các cái update ở trên social media và trên Facebook hay Instagram hay là trên website, bọn chị cũng có cái hệ thống mailing email để gửi cho các nhà tài trợ về những hoạt động đang xảy ra. Đặc biệt là trong thời gian Covid vừa rồi thì bọn chị liên tục gửi những cái cập nhật về các cái hoạt động đang xảy ra, tự như là bao nhiêu gia đình đã được hỗ trợ ở khu vực nào, cái trường hợp và hoàn cảnh của họ ra sao. Thì đấy là một trong những cái mà bọn chị muốn tập trung vào, bên chị muốn tập trung vào. Như Hằng cũng chia sẻ là bởi vì bản thân mọi người cũng sẽ cảm thấy muốn giúp đỡ hơn về những cái trường hợp cụ thể, thì đấy là những cái cách mà Blue cũng đang xây dựng và chia sẻ. Khi mà mọi người lên trang web của tổ chức hay là mọi người lên trên Facebook của tổ chức thì các em sẽ được đọc, mọi người sẽ được đọc rất là câu chuyện cụ thể của những hoàn cảnh gia đình, những em trẻ em đường phố này, nạn nhân của mua bán người, hay là những gia đình gặp khó khăn, họ đang cần sự giúp đỡ, và những cái sự giúp đỡ mà mọi người đang thực hiện thôi thì nó đã đến tay họ rồi. Thì đấy, và cái ảnh hưởng của nó là như thế nào, cái tác động của nó là ra sao, nó sẽ là những cái trẻ em đường phố, các em mình sẽ là những cái trẻ em đường phố mà các em bị kẹt lại ở Hà Nội hoặc là kẹt lại ở thành phố lớn bởi vì là các em không thể về quê được, các em sống ở trong các khu vực xây dựng đang bỏ trống, không có đồ ăn, không có một nơi ở an toàn, thì Blue là người đến và hỗ trợ. Thì mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh của các em, có thể là không nhìn thấy mặt để đảm bảo danh tính cũng như là cái tính cá nhân, nhưng mà mọi người sẽ đọc câu chuyện, được nhìn thấy các em như vậy. Thì đấy là những cái mà Blue làm việc hàng ngày để đảm bảo là mọi người nhìn thấy rõ là cái số tiền của mọi người đang được sử dụng ra sao. Và thường là ở trên website hay là những cái người mà donate cho chiến dịch mà hỗ trợ khẩn cấp về Covid ấy, thì mọi người sẽ nhận được cái update về hoạt động nó đang như thế nào, tình hình Covid ở Việt Nam ra sao, hỗ trợ đến tay bao nhiêu người, nó có nghĩa là gì. Bởi vì thật ra là nhiều khi mọi người nói là bao nhiêu tiền ấy, rất là khó để cảm nhận, rất là khó tưởng tượng là nó là bao nhiêu.
mà nếu như mình có thể dịch nó ra là cái sức động ảnh hưởng của nó hỗ trợ được 5.000 gia đình và trẻ em, nó sẽ khác với hỗ trợ 500 triệu kiểu như vậy, chẳng hạn như vậy. Thì cái hỗ trợ Blue Dragon luôn luôn đảm bảo là mọi người có thể nhìn được cái sự ảnh hưởng của mọi người đối với từng cuộc sống, đối với từng nạn nhân hay là đối với từng trẻ em. Okay. Dạ, em có hiểu rồi. Em kêu chị. Mà cũng sorry chị chơi, nhưng hôm nay em đang bị cảm cho nên là giới người của chị. Không sao, khổ thân. Em chỉ bị đau họng, hơi bị ho, có là vấn đề gì không? Hơi bị cảm. Chị trả lời rất là chi tiết. Anh đang ngồi, anh nghe mấy cái câu chuyện của Chi và hay là Hằng hỏi hay là nghe Hà đó, thì anh có một cái tư tưởng là nếu mà bất cứ một người nào mà ở ngoài đó họ email cho Hằng hay là cho Hà hay là Chi bằng tiếng Anh đó, không ai biết là người Việt Nam. Anh đọc những cái email của Chi với lại của Hà Hằng á bằng tiếng Anh á, là anh cũng nghĩ là dân Việt Kiều hoặc là người một người Mỹ, một người Anh viết cho nhau very fluent, không có một cái câu hỏi, không có một cái chữ gì mà anh ngồi anh nghe là những người mà như Chi đang nói chuyện bằng tiếng Việt, những cái câu nói và nghe Hằng, mà đồng thời đó là tất cả mọi người trên cái kho này là một bụng tiếng Anh cũng ngang hàng với lại cái tiếng Việt của mình, thì anh rất là hy vọng và cũng tiếc không có nói trong tiếng Anh để cho cộng đồng Việt, Việt những người bên Mỹ hoặc là bên Âu Châu hoặc là những người mà không hiểu được tiếng Việt họ nghe, thì rất tiếc. Nhưng mà hy vọng sau này mình có cơ hội thì bốn người mình nói bằng tiếng Anh để cho những người trong cái cộng đồng Việt Mỹ họ nghe, họ không hiểu được tiếng Việt thì họ, nhưng mà cái này chương trình này thì mục đích hôm nay thì để bằng tiếng Anh tiếng Việt, nhưng mà sau này thì hy vọng làm bằng tiếng Anh. Mọi người có câu hỏi gì nữa cho nhau không, hay là bây giờ là cũng gần sắp một tiếng, nhưng mà Ken nghĩ là mình có tất cả tư tưởng mình đã gom hết rồi, mình có chương trình là 4 tuần nữa, mình đầu tháng 11 thì mình liên lạc lại với nhau, mình trên cái podcast rồi mình ngồi mình chia sẻ là mình nghe cái nào cái đã thành công, cái nào không thành công, cái nào đạt được, cái nào không đạt được, đúng không? Còn nếu mà có còn gì nữa thì mình khui ra ở đây thì nói với nhau, còn nếu không thì mình end cái podcast hôm nay rồi 4 tuần nữa mình gặp lại nhau. Em có một câu hỏi nó hơi tò mò, tại vì là em có một cái coi một cái kênh khác ở trên YouTube thì họ phỏng vấn về những cái người vô gia cư ở bên Mỹ, thì họ thường sẽ gặp những cái vấn đề như thế này, có nghĩa là tại vì những cái người vô gia cư cũng giống như là các em mà bị kẹt lại trong thành phố thì họ đi rất là vô định, nhiều khi là họ phỏng vấn được ngày hôm nay nhưng mà ngày hôm sau thì họ không kiếm được cái người đó nữa. Với lại là có những cái giúp đỡ, nhưng mà tại vì nó không có giống như là người ta nhỏ lẻ, cho nên cái sự giúp đỡ nó nhiều khi nó bị dư, giống như là thường thì người ta nói là đối với bên Mỹ thôi nha, đối với bên đó thì là người ta cho người vô gia cư đồ ăn rất là nhiều, nhưng mà họ lại bị thiếu. Có những người rất là tội là tại vì là người ta không donate tiền nữa, cho nên là họ chỉ có đồ ăn thôi thì họ cũng không làm gì được với lại cái đó hết, mà trong khi những cái thứ mà thiếu với họ, thí dụ giống như nó cơ bản hay giống như là vớ hay là kem đánh răng, nhưng mà những cái đó thì thường mình không có nghĩ tới, thì đối với trường hợp ở bên Việt Nam thì không biết là nó như thế nào. Cảm ơn Hà. Câu hỏi này của Hà sẽ giúp chị được chia sẻ rất là nhiều về hoạt động hiện tại của Blue. Thật ra thì đúng là đấy là một trong những cái nỗi lo khi mà trong cái thời gian Covid ấy, là Blue đi phát cơm hàng ngày cho các người những người vô gia cư ấy, thì bọn chị cũng rất là lo không biết ngày mai có được gặp họ nữa hay không. Một phần lý do là bởi vì cũng không biết là ngày mai có còn được ra đường để đi tìm mọi người hay không.
Mỗi ngày thì Blue Dragon có một nhóm thì gọi là nhóm outreach, tức là nhóm đi chuyên đi tiếp cận trẻ. Các bạn thì đã làm việc rất là lâu rồi, và bản thân là bởi vì các bạn làm việc ở rất là nhiều những cái địa bàn khác nhau, nên là mỗi lần đi những cái địa bàn mới thì Blue Dragon luôn luôn cố gắng để xây dựng mối quan hệ với các bác bán hàng rong này, các bác bán nước này, để khi mà sau này họ có thấy các trẻ em lang thang ấy, thì họ sẽ liên lạc với Blue để Blue có thể đến và tiếp cận được càng sớm càng tốt. Lý do tại sao Blue phải tiếp cận sớm như vậy, bởi vì các trẻ em lang thang ấy, thì sẽ rất là dễ bị tiếp cận bởi những cái kẻ ấu dâm này, hay là những cái băng đảng ở trên đường phố. Thì để đảm bảo là các em được an toàn thì Blue Dragon luôn luôn cố gắng để tự nhờ ngay khi các em đến Hà Nội là Blue Dragon đã có thể gặp để có thể hỗ trợ được rồi. Một trong những cái mà hỗ trợ thì tất nhiên là sẽ không chỉ có đồ ăn. Khi mà mình đi cùng với các bạn ở đội outreach, đội tiếp cận trẻ, thì mình thấy lúc nào các bạn cũng ba lô to ba lô nhỏ, rất là vui, là vui, là buồn cười, là bởi vì là ở trong đấy sẽ là nào áo, nào quần, dép, rồi kem đánh răng, tất cả những thứ các bạn luôn luôn mang theo, bởi vì trong trường hợp là các bạn có thể đưa ngay cho người ta được để người ta có thể sử dụng được. Khi mà các bạn ấy gặp các trẻ thì luôn luôn cố gắng để mời các em ấy đến văn phòng của đến trung tâm của tổ chức, hoặc là cho các bạn các địa chỉ để các bạn có thể liên lạc được nếu trong trường hợp khẩn cấp. Bởi vì thường ấy, khi mà tiếp cận lần đầu tiên ấy, thì trẻ em đường phố cũng sẽ không về ngay, đi theo ngay đâu, bởi vì là các bạn ấy cũng sẽ rất là cẩn thận và dè dặt, bởi vì không biết là tại sao anh chị này đến và đưa cho các đồ này rồi rủ đi là thế nào. Thế nên là các bạn ấy thường sẽ phải đi gặp lại vài lần thì để có thể mời các bạn ấy và chia sẻ với các bạn ấy về hoạt động. Thì đấy là cái cách mà Blue Dragon đang làm việc để có thể hỗ trợ và giúp đỡ được các bạn trẻ em đường phố. Sau khi mà đưa các bạn ấy về được, hoặc là để tìm hiểu với các bạn ấy hơn về cái nhu cầu và mong muốn của các bạn ấy, ví dụ như là có bạn sẽ cần một chỗ ở an toàn, có bạn cần cơm ăn luôn, có bạn thì sẽ bị ốm chẳng hạn thì sẽ cần phải đi bệnh viện ngay lập tức, thì nhân viên xã hội sẽ là người mà trực tiếp đánh giá những cái nhu cầu đấy và hỗ trợ ngay lập tức, hay là hẹn các bạn ấy là ok, vậy thì em cần cái này anh không có ở đây, vậy thì ngày mai, sáng ngày mai tại địa điểm này anh sẽ đợi em, thì các bạn ấy sẽ mình sẽ đến cái địa điểm mà sẽ phù hợp với các bạn ấy để đưa đồ lại cho các bạn ấy, và sau rồi xây dựng mối quan hệ, bởi vì các bạn ấy thấy là khi mà Blue Dragon hứa, Blue Dragon sẽ làm và mình sẽ quay lại không bỏ rơi các bạn ấy, thì đấy là cái lý do mà Blue có thể hỗ trợ được các bạn ấy lâu dài, sau đó thì có thể hỗ trợ bạn quay trở về với gia đình nếu như an toàn, thì sẽ hỗ trợ bạn ấy học ở trường. Nhưng mà trẻ em đường phố bây giờ cũng gặp rất là nhiều những vấn đề, như các bạn ấy bỏ nhà vì là bị bạo lực gia đình chẳng hạn, thì với những trường hợp đấy thì Blue Dragon sẽ hỗ trợ các bạn ấy có một nơi ở an toàn và bắt đầu đi học ở một nơi mà các bạn ấy có thể ở cùng với dì, ở cùng với cô chú chẳng hạn, kiểu như vậy, để có thể phát triển được một cách lành mạnh và khỏe mạnh nhất. Cảm ơn chị. Một câu trả lời rất là đậm đà. Ok, so mọi người còn chia sẻ với nhau cái gì nữa không? Dạ, tạm thời thì em hết câu hỏi rồi. Rồi, ok. Vậy cảm ơn Hà, cảm ơn Hằng, cảm ơn Chi. Rồi có gì là đầu tháng 11 mình lên lịch để kêu nhau và bàn tiếp về cái vấn đề the next step. Để nghe. Okay. Dạ, về các hoạt động của cái chương trình này thì chắc là anh Ken có thể tham khảo ở trên fanpage của bạn Tích, hoặc là rút bạn Tích sự. Có gì thì chúc anh kêu lại cho bên Hằng đó, thì mình cắt như thế nào, mình edit như thế nào, mình cho lên như thế nào, thì Ken sẽ liên lạc liền với nhau, với Hằng, với Chi. Rồi có gì mình phân phối cái tập này như thế nào. Dạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn mọi người. Yeah, cảm ơn Chi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Chi. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.